điều kiện để cho khối cao áp hoạt động, thứ nhất là nó phải có một cái nguồn nguồn nuôi. Đấy, chính là 19V mang tên là V-in. Tiếp theo là nó phải có một cái lệnh, chính là lệnh LED Enable. Có nghĩa là lệnh mở đó, của IC cao áp. Và một cái đường nữa chính là đường BWM. Đấy, nó sẽ có điện áp từ 1.3 cũng đến 3.3V. Và cuối cùng là đường mát. Đấy. Đây chính là cái điều kiện hoạt động của cái khối cao áp trên màn hình. Vậy chỉ cần mất một trong bốn cái đường này, nó sẽ gây hiện tượng gì? Máy của các bạn hoạt động bình thường nhưng đèn led nó không sáng được, dẫn đến nó hiện tượng âm bản ấy, tối mở màn hình.